Ngày 17 tháng 2, Công an tỉnh Bình Phước cho hay hiện đang điều tra vụ việc một người đàn ông gục chết trên ghế đá trước nhà, bên cạnh là cây súng hơi. Nạn nhân là ông Nguyễn Đăng Tạo, 87 tuổi, ngụ xã Tân Hưng, huyện Hớn Quản. Theo thông tin ban đầu, khoảng 19 giờ tối 16 tháng 2, người nhà ông Tạo đang ở trong nhà thì nghe tiếng ông hét lớn. Mọi người chạy ra xem, thấy ông Tạo nằm gục trên ghế đá trước nhà. Ông Tạo nhanh chóng được đưa đi cấp cứu nhưng đã tử vong sau đó. Tại hiện trường, nạn nhân nằm gục trên ghế đá, trên ngực có vết thương hình tròn nhỏ nghi do đạn súng hơi bắn trúng, cạnh đó là khẩu súng hơi để trên bàn đá. Nhận được tin báo, Công an tỉnh Bình Phước phối hợp với Công an huyện Hớn Quản đến khám nghiệm hiện trường, khám nghiệm tử thi. Bước đầu, khẩu súng hơi được xác định là của cháu ông Tạo lấy ra để đi bắn chim. Vụ việc xảy ra trong lúc cháu ông vào nhà tìm đèn pin.